Tiểu sử diễn viên Quỳnh Cun, từ hot girl trong nhóm hài đến diễn viên được yêu thích. Quỳnh Cun là ai? Tiểu sử diễn viên Quỳnh Cun. Sự chuyển mình của Quỳnh Cun từ một gương mặt trẻ đóng các clip ngắn đến diễn viên truyền hình trong khung giờ vàng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Quỳnh Cun là nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng, từng góp mặt trong những bộ phim ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Nhà Trọ Ba Lan Ha, Đừng Bắt Em Phải Quên. Ở Quỳnh Cun có một gương mặt trẻ con, ngây thơ nhưng tương phản với hình tượng ngoan hiền. Trên phim và ngoài đời, cô chuộng phong cách gợi cảm. Diễn viên Quỳnh Cun tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1995 tại Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình. Quỳnh Cun cao 1m63, nặng 51kg, sở hữu gương mặt bình bầu bĩnh, xinh xắn, gây ấn tượng mạnh với người nhìn. Quỳnh Cun là cựu sinh viên của lớp diễn viên khoa sân khấu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô nàng từng lọt vào top 3 tài năng cuộc thi sinh viên Việt Nam duyên dáng và hiện là một diễn viên nổi tiếng được giới trẻ Việt Nam quan tâm. Quá khứ khó khăn, từng bị bắt nạt. Ngày gia đình mới lên Hà Nội lập nghiệp, Quỳnh Cun gặp không ít rắc rối với bạn bè cùng trang lứa. Quỳnh kể lại, ngày xưa đi học gần như hoàn toàn bị các bạn bắt nạt, đánh đập, chửi bới, lúc nào cũng chỉ cúi đầu vội đi học thôi. Ai sai gì thì làm nấy. Nói chung, tôi là một người rất nhát và còn rất hay bị bắt nạt ở trường. Ngày xưa còn không dám đi học, về khóc xin bố mẹ cho con nghỉ học. Cuộc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Quỳnh bị bạn bè kỳ thị hắt hủi và thường xuyên sai vặt. Bạn bắt đi mua cái này, cái kia, nếu không mua thì sẽ bị đánh. Thậm chí Quỳnh còn bị trấn lột cả tiền học. Thế nhưng khó khăn không dừng lại. Việc bị bạn bè bắt nạt, ngày cô chuẩn bị vào đại học, gia đình lại tiếp tục gặp vấn đề về kinh tế. Bố Quỳnh làm ăn thua lỗ, mọi gánh nặng đổ dần lên vai cô nàng bé nhỏ. Khóa học diễn viên đầu tiên được cô nàng tìm thấy trên mạng. Quỳnh Cun chia sẻ, học phí 4 triệu khi đó với nhà tôi là rất lớn. Mẹ thậm chí không có đủ tiền, phải vay tiền của họ hàng mới có thể trang trải cho Quỳnh trong 4 tháng học đó. Khác hẳn với hình ảnh tràn đầy sức sống như hiện tại, Quỳnh Cun trước khi từng vô tình nhút nhát. Buổi đầu tham gia khóa học, Quỳnh chỉ ngồi yên một chỗ, quan sát mọi người và không dám nói gì cả. Suốt cả thời gian học cấp 3, Quỳnh cũng không dám tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, rất nhút nhát khi đứng trước đám đông. Và chẳng ai nghĩ được rằng cô nàng rụt rè ngày ấy lại trở thành một diễn viên nổi tiếng sau này. Thế nhưng khóa học 4 tháng đó đã thay đổi Quỳnh mãi mãi. Nỗi sợ thất bại và đam mê diễn xuất đã thôi thúc Quỳnh tìm cách thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Quỳnh tự nhủ, chỉ còn 1 năm nữa thôi là thi đại học. Nếu không làm được thì sẽ chỉ mãi mãi như thế này thôi. Tôi đã gạt bỏ đi nỗi sợ để đứng lên. Dù có sợ hãi cũng phải chiến thắng bản thân bằng mọi cách, đứng lên diễn trước mặt mọi người. Showbiz chưa bao giờ là chốn dễ dàng với những người cầu an và bằng lòng với cuộc sống. Mỗi ngày có hàng trăm tài năng đua nở và cũng có nhiều người hụt hơi, phải rời bỏ cuộc chơi. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, bước chân vào showbiz chỉ với đam mê và nỗ lực, vươn lên không ngừng. Sau từng vai diễn, Quỳnh Cun luôn tâm niệm, tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Những khó khăn của tôi bây giờ chưa là gì so với những diễn viên gạo cội. Tôi vẫn chỉ là một con đom đóm đang nhen nhóm mà thôi. Theo chia sẻ của Quỳnh Cun, ngay từ khi học mẫu giáo, cô nàng đã ý thức được mình muốn trở thành diễn viên. Cô nàng hot girl sinh năm 1995 nuôi ước mơ ấy cho đến khi học cấp 3, nghĩ rằng nếu lên đại học mình không làm diễn viên thì sẽ không biết làm nghề gì cả. Sau 4 năm được đào tạo bài bản trong trường sân khấu điện ảnh, Quỳnh Cun góp mặt trong một số bộ phim như Tuổi 16, Bản tình ca màu xanh, Lời ru mùa đông, Quỳnh búp bê, Nàng dâu A Đờ. Cô cũng gây ấn tượng với khán giả khi đóng chung với Trùng Ruồi và Minh Tít trên Kem Xôi, được mọi người biết đến với danh xưng hot girl nhờ ngoại hình xinh xắn khi còn hoạt động trong nhóm hài Kem Xôi, Loa Phường. Nữ diễn viên còn từng là nàng thơ của Phan Mạnh Quỳnh. Nguyễn Trần Trung Quân đóng
trong MV Vợ Người Ta hay Gió Mùa Về. Hình ảnh của Quỳnh Côn được trải rộng trên mạng xã hội trước khi cô chính thức bước chân theo con đường diễn viên chuyên nghiệp. Từng có kinh nghiệm diễn xuất nên khi nhận vai diễn trong các phim truyền hình, Quỳnh Côn dễ dàng nắm bắt được tuyến nhân vật cũng như thể hiện khá thành công. Vai diễn truyền hình đáng chú ý đầu tiên của Quỳnh Côn là bộ phim Đi Qua Mùa Hạ năm 2017. Sau đó cô xuất hiện với vai Đào trong Quỳnh Búp Bê. Dù chỉ là vai diễn nhỏ, nhưng ngoại hình xinh đẹp cùng nét diễn tự nhiên của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Thậm chí khi đóng xong vai Đào, nữ diễn viên bị sốc vì nhiều người chửi bới, dọa đánh do diễn xuất quá đạt. Sau đó cô nhiều lần thủ vai tiểu thư đồng đảnh, bướng bỉnh trong Nàng Dâu A Đờ hay Nhà Trọ Ba Lan Ha. Cô nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì giọng chua và tính tình đanh đá trên màn ảnh. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định ngoài đời cô rất khác với những vai diễn phản diện nên được mọi người quý mến. Thành công thực sự đến với Quỳnh Côn khi cô đảm nhiệm vai nữ chính trong Đừng Bắt Em Phải Quên, Hãy Nói Lời Yêu. Cả hai đều là vai chính diện lấy nước mắt của khán giả. Thông qua bộ phim này, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất đầy cảm xúc, đa dạng trong mỗi vai diễn. Mới đây, Quỳnh Côn tiếp tục thủ vai Vi trong Anh Có Phải Là Đàn Ông Không. Sau nhiều năm diễn xuất, cô cải thiện từ phong cách ăn mặc ngày càng được đánh giá cao, được khen ngợi là một trong những nữ diễn viên sáng giá hiện nay. Sau đó, cô tiếp tục nhận dự án mới mang tên Hướng Dương Ngược Nắng. Ở bộ phim này, nữ diễn viên vào vai một tiểu thư con nhà giàu có tính đỏng đảnh, ích kỷ, khiến khán giả nhiều lần giận sôi máu. Ngoài ra còn một dự án nữa mang tên Hẹn Em Ngày Nắng. Quỳnh Côn, nữ chính trong bộ phim Gara Hạnh Phúc. Vai Sơn Ca trong phim Gara Hạnh Phúc được xem là sự thay đổi hình tượng ngoạn mục của Quỳnh Côn. Không còn là những cô nàng tiểu thư nhẹ nhàng, thuần khiết, Quỳnh Côn hóa cô gái bụi bặm, gai góc và có một tuổi thơ đầy nước mắt. Quỳnh Côn gần như đã lột xác khi nhận vai Sơn Ca trong phim. Sơn Ca tốt nghiệp chuyên ngành sửa chữa ô tô và có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt khi cô sống cùng ông nội từ nhỏ. Bố Sơn Ca là một kẻ chơi bời, nghiện ngập và vũ phu. Đó chính là lý do khiến cho mẹ Sơn Ca phải bỏ đi để cô lại với ông nội. Quỳnh Côn thổ lộ rất nhiều. Dù biết nhân vật Sơn Ca là một thử thách khó, nhưng cô vẫn muốn chứng tỏ mình có thể hóa thân thành nhiều vai diễn đa dạng, không bị đóng khung vào hình mẫu cô gái xinh đẹp, yếu đuối. Thậm chí nữ diễn viên còn đi học võ để tự mình thực hiện các cảnh hành động. Nhìn nhận những năm qua có thể thấy khả năng diễn xuất của Quỳnh Côn đã có nhiều sự tiến bộ, nhập vai ngày càng tự nhiên hơn và ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Ngoài đời, Quỳnh Côn khá nổi bật với phong cách nữ tính, sexy, làm tôn lên vóc dáng thon gọn của mình, cộng với khuôn mặt trẻ trung, ưa nhìn. Quỳnh Côn thực sự nổi bật và thu hút người đối diện. Trước đây, nữ diễn viên từng dính phải nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô lên tiếng phủ nhận. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Quỳnh Côn tiết lộ, mình chỉ tiêm filter. Có lẽ trong số các diễn viên, ca sĩ trẻ hiện nay cũng chưa ai dám nói mình có sử dụng tới phương pháp làm đẹp để diện mạo trở nên hoàn hảo hơn như Quỳnh. Vì vậy cô nàng lại càng được lòng người hâm mộ khi thẳng thắn về vấn đề nhạy cảm như vậy. Quỳnh Côn từng có mối tình đẹp kéo dài 3 năm với bạn trai kém tuổi tên là Nguyễn Đức Hải. Anh từng theo học quay phim chuyên nghiệp tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nói về mối tình này, người đẹp cho hay, năm ba đại học cô tham gia đóng phim để làm bài tập. Đức Hải chính là người quay phim. Lúc này cô gần như trúng tiếng sét ái tình ngay khi nhìn thấy Hải. Nhưng khi đó anh đang yêu xa nên cô cũng không để ý nữa. Cho đến một năm sau, cả hai có cơ hội hợp tác. Lần này cô vẫn ngạc nhiên trước sức hút của anh chàng, nhưng lại quên mất đó chính là người mà mình nhìn trúng năm nào. Sau đó cả hai dần nảy sinh tình cảm và chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Quỳnh Côn là người có tính trẻ con, hay thân thiết cười đùa, bắt tay, ôm vai nhiều người. Đức Hải
đều không thích việc này và thấy ghen vì những hành động vô tư của cô nàng. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó thân thiết và đến tháng 7 năm 2019 thì đường ai nấy đi. Sau mối tình đó, Quỳnh Côn bị nghi hẹn hò với nam diễn viên Thanh Sơn khi đóng chung phim Đừng Bắt Em Phải Quên, và vì sự đẹp đôi cả trên phim trường lẫn ngoài đời đã tạo nên hiệu ứng hóa học rất cao, khiến không ít người ship cặp cho Côn và Thanh Sơn. Tuy nhiên, họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết cùng hợp tác để xây dựng nên một bộ phim chất lượng cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Video của mình tới đây thôi. Hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.